đường chưa, đi nhá. Chào chú nhá, vợ chồng anh về quê ăn Tết đây, hẹn mùng 5 lên làm bữa nhá. Về nhá. Tăng, Đức à? Chuẩn bị xong hết rồi chứ? Mình chuẩn bị xong rồi, chắc là mình về đây. Cảm ơn cậu vì đã nhận ở lại chứng giúp tớ nhá. Cậu khách sáo làm gì? Thôi, cậu về đi cho kịp trước lúc cháu chào đời. Thế tớ về nhá. Anh em ở lại, nhớ giữ gìn sức khỏe. Được rồi, cho tớ gửi lời chúc Tết gia đình nhá. Thế thôi, tớ về nhá. Mình chuẩn bị Tết đến đâu rồi? Cũng vừa xong rồi anh ạ. Khi nào thì anh về ạ? Con đang mong quả bố lắm rồi đừng. Anh xin lỗi hai mẹ con. Tết này anh không về được rồi. Cậu Tăng cùng đơn vị, vợ cậu ấy sắp sinh, nên cậu ấy nhờ anh trực Tết giúp. Hai vợ chồng cậu ấy mong đứa con đầu lòng này mấy năm rồi. Thôi anh trực cho cậu ấy để cậu ấy có niềm vui trọn vẹn em ạ. À, em bảo với cô Tí là trực Tết xong về anh có quà cho con đấy. Thế nhé. Thank you.
Tết năm nay bố lại không thể ăn Tết được với mẹ con mình rồi. Sau Tết bố sẽ mang quà về cho con nhé. Mẹ bố không thể được khai làm với con nữa, cho về bố đi.